Ngày cuối cùng của tháng xuất hàng 5 cái 5 dàn 5 chảo đi Ninh Giang Hải Dương, Gia Lộc Hải Dương và Mỹ Đức Hà Nội. Cho em đi về nhà chồng. Em đi lấy chồng. Cho em đi lấy chồng. Hy vọng là các cái em của Hải tập trung là làm ngoan hả? Bóng nào đây? Yeah. Hai người trên. Chỉ cần một người trên thôi. Chỉ cần người trên đi. Thế em đứng truyền hình nhé. Yeah. Yeah. Năm dàn năm chảo. Đây là lần lượt là cứ thế này lên đấy hả? Năm con xếp kiểu này thì không ổn lắm. Đấy em.